Chị xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chị sẽ đọc cho chúng mình nghe bài thơ Con đường của bé của tác giả Thanh Thảo. Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe bài thơ này nhé. Bài thơ Con đường của bé. Đường của chú phi công lẫn trong mây cao tít, khắp những vùng trời xanh những vì sao chi chít. Đường của chú hải quân mênh mông trên biển cả, tới những vùng đảo xa và những bờ bến lạ. Con đường làm bằng sắt là của bác lái tàu, chạy dài theo đất nước, đi song hành bên nhau. Còn con đường của bố đi trên giàn giáo cao, những khung sắt nối nhau dựng nên bao nhà mới. Và con đường của mẹ là ở trên cánh đồng, cỏ ruộng dâu xanh tốt, thảm lúa vàng ngát hương. Bà bảo đường của bé chỉ đi đến trường thôi, bé tìm mỗi sớm mai con đường trên trang sách. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bài thơ một lần nữa nhé. Bài thơ Con đường của bé. Đường của chú phi công lẫn trong mây cao tít, khắp những vùng trời xanh những vì sao chi chít. Đường của chú hải quân mênh mông trên biển cả, tới những vùng đảo xa và những bờ bến lạ. Con đường làm bằng sắt là của bác lái tàu, chạy dài theo đất nước, đi song hành bên nhau. Còn con đường của bố đi trên giàn giáo cao, những khung sắt nối nhau dựng nên bao nhà mới. Và con đường của mẹ là ở trên cánh đồng, cỏ ruộng dâu xanh tốt, thảm lúa vàng ngát hương. Bà bảo đường của bé chỉ đi đến trường thôi, bé tìm mỗi sớm mai con đường trên trang sách. Chị cảm ơn các bé đã xem hết video của chị nhé. Các bé nhớ ấn like video và nhấn theo dõi kênh để ủng hộ chị nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bé.